Hôm nay mình nấu cháo nè cả nhà. Ở đây là cháo thịt chồng mình xắt á, xắt ra, xắt lát ra. Cái ảnh ướp nước tương quá, chắc ảnh ướp nước tương. Với lại mình có để trong đây là kỷ tử nè. Ở đây mình có nấm hương, nấm màu đen á cả nhà ơi. Bỏ vô. Nồi cháo này chắc ngọt lắm. Để nấm vô cả nhà, nấm này nó ngọt lắm. Nấm này mà hấp á, hấp ăn cũng ngon lắm. Một hồi mình để rau vô thêm nữa. Mình nấu cháo á, thường thì mình để rau nữa, ăn cho nó bổ quá cả nhà. Mình nấu có hai cái lon thôi, hai cống cống gạo nữa cả nhà, mặn nhiêu đây đó. Ở đây á mình có sắt rau nè cả nhà, đó, mình bỏ vô nồi cháo luôn. Mình nấu cháo á, thì đơn giản lắm cả nhà ơi. Mình nấu mình chỉ nêm nước tương thôi, mình không có nêm muối, không có nêm bột ngọt, không có nêm đường gì hết á. Ở đây mình sẽ nêm nước tương vô nha cả nhà. Mình để một giá nước tương. Nước tương này không có mặn đâu cả nhà, đừng sợ. Hồi bữa có bạn hỏi mình ăn nước tương loại gì á, thì mình ăn nước tương loại này nè. À, thì nước tương này á, nó có hai màu, hình như là màu vàng với lại màu xanh này nè. Mình thì mình ăn cái loại màu này ngon hơn, cái loại màu kia nó không có ngon bằng loại này. Nước tương này nó đậm đà ngon lắm, nó sôi vậy nè, vậy là có thể ăn được rồi đó cả nhà. Dạ, xin chào cả nhà Thiên Nguyên. Cuộc sống Malaysia. Cuộc sống Malaysia. À, nấu cháo xong rồi nè cả nhà ơi, mời cả nhà ăn cháo với mình nha. Ở đây mình có để chao vô nữa nè. Ở bên đây thì thường người ta ăn cháo thì người ta để chao vô. Chồng mình để tiêu cả nhà. Ý, miếng một phân lên cơ sai nha. Thế mì chống bộ sai hả? Nhớ đó sai. Mời cả nhà ăn chung hai chồng mình nha. Mệt trong ngừ á, ăn gì cũng không nổi hết trơn cả nhà. Mấy bữa nay á, tiêm về xong á mình đừ hết trơn. Mà chồng mình á mạnh khùi khùi không sao á. Sao xưa. Che lì hả dù mình to sai mà. Đúng không? Hả dù, hả dù chì bao. Roxy kinh. Kinh rồi mà. Ro fan á. Đúng không? Đi ly. Của khăn sư quán là sẽ gì mà. Bây giờ dịch bệnh bên đây ngày nào cũng mười mấy ngàn trơn. Mình kêu chồng mình á ăn hết được ăn, ăn khi nào mà ở nhà cạn kiệt luôn không còn gì hả đi mua, chứ đi ra ngoài giờ sợ lắm rồi. Rồi bây giờ nghe nói là thứ hai bên đây đó nha. Ở Việt Nam mình kêu bằng thứ hai, còn ở đây người ta kêu bằng thứ một á. Là nghe nói là đi làm đó hay là sao đó, nhưng mà nhà nước chưa có chắc chắn nữa. Thôi, nghe gầu dễ sợ luôn. Giờ dịch bệnh nhà nào cũng tăng chưa. Ăn cơm ăn nổi, ăn cháo cho lẹ. Ở bên đây ăn cháo đặc lắm, nó không giống như Việt Nam mà. Căng thẳng thì thanh TikTok á, nó cứ đỉnh xăng rồi một. Vui xăng rồi. Có ăn chi nữa. Cũng bởi vì Covid mà anh không có tiền. Thôi chồng mới ăn xăng thế nào thiên.
trên TikTok nó hát nhạc chế cả nhà. Cũng bởi vì Covid, cũng bởi vì Covid mà anh không có tiền gì, không có tiền gì, chồng mình hát nhiêu ngao mà cười đau bụng. Ông cũng hát, ông vừa hát, ông vừa nhảy như con lăn quăng. Mình nói với chồng mình á, như mở ra nhà nước mà mở ra mà dạng như chưa cho đi làm á, là chưa cho đi làm á là về quê liền, chứ ở đây chứ thêm ngày một ngày một buổi ngày chắc hai chồng mình sẵn luôn á cả nhà, không có được đi đâu ra ngoài chứ. Gầu lắm rồi đó. Bệnh này bệnh thế kỷ luôn á trời. Ăn không nổi cha nội ơi. Nấu cháo đặc lắm, ở bên này nấu cháo đặc lắm cả nhà. Mình thích ăn cháo để chao vô. Ngon à? Ngon. Sữa chua. Bò chua. Sữa chù sữa chan. Ai nấu? Nấu mà sữa chù. Ai á? Ai nấu? Ai? Ai? Ai là sữa sủy á. Nhìn ảnh hoa treo ai. Ai nấu? Chứ là ai. Ai nấu? À. Em. Anh. Chị không nói tiếng Việt mà ông nói lộn ngược lộn xuôi á cả nhà. Ở nhà viết quay không biết quay gì luôn á cả nhà. Cứ ăn xong ngủ, ăn xong ngủ. Không có đi đâu được cho quay cho cả nhà xem hết. Ai mà ở bên Malaysia cũng hiểu. Gầu dễ sợ gầu luôn. Chồng mình nó học tiếng Việt á, cũng mau lắm nhưng mà cũng mau quên lắm. Tại ít nói nhưng ảnh quên. Ăn cháo á, cháo nóng thì là ấm ấm ghê, tốt. Yếu yếu trong ngựa ăn ăn cháo. Bên đây ăn cháo á, nấu cơ nấu giống như là cơm mà nó nấu nhão á, cái đổ thêm miếng nước vô kéo kéo á. Chồng mình coi phim, anh vừa ăn vừa coi phim á. Được kể chi à? Hả? Được không kể chi à? Cho cơ chu hả? Dù nữa. Ngày xưa tao xem cha thì sẽ tụng hả? Thịt á mình kêu chồng mình để thịt bằm á cả nhà. Mà để anh hô để thịt sắc lát. Ở nhà chắc còn tí xíu đồ ăn mà chứ không có nhiều. Mà giờ dịch bệnh á, khu mà nội là ở Khe Eo, nội ở Khe Eo không á là mỗi ngày ít nhất á là cũng 5-6 ngàn ca đổ lên rồi đó cả nhà. Nội hồi hôm qua thôi á là ở Khe Eo là 7,000+ ca nhiễm, chỉ Khe Eo thôi nha. Còn tính hết luôn nguyên Malaysia luôn á là 12,500+ ca. Nghe nản dễ sợ. Chồng mình nói hoài luôn. Trời ơi, dịch bệnh này chuyện nào mới mới về được Việt Nam.
mà chích ngừa xong rồi vẽ. Chắc cả nhà có nhiều bạn chưa còn chưa chích nữa, tại vì lâu quá chứ ai cũng tới lượt á. Mình hên có con cái là mình chích ở trong trạm xá, chứ dạng như mà chích ở ngoài á, giống như vô mấy khu mà nhiều bây giờ người ta vô những cái khu mà dạng như khách sạn này kia đó, không phải khách sạn, dạng như nó giống như cái siêu thị vậy à, lớn lắm, để dự trữ người tiêm á, lớn lắm, đi xa lắm luôn cả nhà. Mình hên là mình chích ở trong trạm xá, vô cái là tới lượt mình à. Lần nào á mình quay là cũng tới mình quay là cũng ở bên nhà mình kế bên á có chùa đạo hội cả nhà, họ tụng kinh á, cho nên mình tắt nữa đó. Thì thôi video của Nguyên đến đây là kết thúc rồi cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại. Bye bye. Trong những video tiếp theo của Nguyên nha. Bye. Chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Anh nói sao mỗi lần lên đây quay cái ảnh ngồi buồn, ảnh ngồi im gu à. Không biết có ai nói gì không. Mình nói tại anh không học tiếng Việt với anh chịu. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye.